Nữ du học sinh Việt tố bị xâm hại tập thể, thủ phạm nói cô gái tự cởi đồ và tạo hiện trường giả. Mới đây, trên khắp các fanpage, group lớn nhỏ, xôn xao vụ việc, nữ du học sinh Việt tại Hàn, tên Facebook là DJ, kể về câu chuyện bị xâm hại tập thể. Câu chuyện này gây xôn xao khi phía những người bị tố cáo lại khẳng định bản thân bị gài, và vì đã bị trục xuất về nước nên phải lao động chân tay khổ sở, trong khi gia đình không khá giả gì, thậm chí bố mẹ phải cầm sổ đỏ để trả tiền bồi thường cho DJ. Theo như DJ chia sẻ, thời điểm đó, cô tới Hàn chưa lâu và mới tìm được công việc làm thêm đầu tiên. Tại đây, DJ quen biết vài đồng nghiệp, trong đó có H. Ngày 25 tháng 1 năm 2020, cô cho rằng mình bị dụ tới bữa tiệc giao thừa cùng H và sau đó bị xâm hại tập thể. Trong bài đăng trên group ở Facebook, DJ cho biết dù không phải ca trực của mình vào ngày hôm đó, tuy nhiên do H có lời nhờ cô tới hỗ trợ vì quán đông khách nên cuối cùng DJ vẫn đồng ý. Khi DJ tới cửa hàng, lúc này đã muộn và đã vắng khách, vậy nên H lại rủ cô gái tới nhà ăn bữa tiệc giao thừa cùng bạn bè và đồng nghiệp khác. DJ tới sau và được L ra đón. Trong bữa tiệc, cô có uống một cốc giấy rượu, sau đó cô bắt đầu cảm thấy bản thân không ổn. Cũng vào khoảng thời gian này, các khách mời lần lượt ra về, sau cùng chỉ còn lại DJ ở cùng 7 nam thanh niên. Theo DJ, lúc này, 7 gã thanh niên cùng xuống lại xâm hại tập thể cô, thậm chí gã đồng nghiệp của cô còn vừa quay phim vừa cổ vũ. Tất cả chỉ dừng lại khi vùng kín của cô gái ra nhiều máu. Dê viết, sau khi xâm hại tình dục tập thể, một gã thanh niên đã đưa cô gái về phòng trọ và tiếp tục giở trò đồi bại. Cô nói, đã gần như mất đi ý thức và dù có van xin nhiều lần, nhưng gã thanh niên kia vẫn tiếp tục không buông tha. Theo DJ kể, do mới sang Hàn nên chưa quen biết nhiều người, nếu gọi bạn thân, DJ lo sợ cả hai sẽ xong đời. Vì thế, dù đã chia tay bạn trai, tuy nhiên, nữ sinh này vẫn đành cầu cứu người yêu cũ. Cô kể rằng, người yêu cũ của mình đã chạy tới xông vào nhà giải cứu rồi báo cảnh sát. Theo DJ, vụ việc kéo dài suốt 9 tháng và cuối cùng, DJ đã giành phần thắng. Bên cạnh đó, nữ sinh này cũng đọc bút ký vào giấy thỏa thuận, tha bổng cho 3 người bị tòa án Hàn Quốc định tội, được ưởng án treo để họ được về nước. Theo chia sẻ, mẹ của L, một trong 3 nam thanh niên được cho là đã bị kết tội cưỡng hiếp, đã thỏa thuận và hứa sẽ đền bù 800 triệu cho DJ. Tuy nhiên, DJ khẳng định bản thân không nhận được tiền bồi thường. Ngoài ra, nữ du học sinh này kể, dù thắng kiện, những kẻ xâm hại bị trục xuất về nước, nhưng cô đã hoàn toàn mất đi khả năng làm mẹ. Liên quan đến vụ việc này, một tài khoản Facebook được cho là của L đã lên tiếng chia sẻ rất dài lên mạng xã hội của mình rằng mình bị gài và phải bồi thường để được hưởng án treo về nước. Cụ thể, thanh niên này chia sẻ, vào năm 2020, L quen biết DJ và hai người đã trở thành một đôi. L kể lại, bữa tiệc định mệnh cùng anh em, bạn bè. Theo L, do mọi người có hỏi sao không gọi người yêu tới, nên nam thanh niên này mới gọi DJ. Theo lời L, là DJ lập tức đồng ý ngay. Khi đã nhậu mệt, hai người nằm cùng nhau và có những hành động thân mật mà theo thanh niên này viết là có sự đồng ý của DJ. L kể việc khi ra đường bắt taxi thì D thấy một camera ở ngã tư trước cửa. Đột nhiên bạn muốn hôn L để camera check được L trong thế trận mà D là nạn nhân. Theo nam thanh niên này, khi lên taxi, do người yêu vẫn say nên L đành phải đưa cô về. Về tới nhà DJ, cô tiếp tục kéo L lên nhà và sau đó vào nhà vệ sinh rồi nhắn tin cho người yêu. Theo L, nữ sinh và anh chưa làm gì thì đã có người thứ ba, chính là người yêu của DJ xen vào. Ngay sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã nổ ra hai luồng tranh cãi trái chiều. Nhiều người đã vô cùng phẫn nộ với hành động của nhóm nam thanh niên, đồng thời bày tỏ sự thương cảm với nữ nạn nhân. Mặc dù vậy, lại có không ít người bày tỏ hoài nghi trước câu chuyện mà nữ sinh DJ đăng tải. Trước những bình luận hướng sự chỉ trích về phía mình, nữ sinh DJ đã tiếp tục tung khá nhiều bằng chứng để chứng minh cho câu chuyện của mình là chính xác. Ngoài những văn bản bằng giấy, DJ còn đăng tải đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa mình và mẹ của L. Người phụ nữ liên tục phủ nhận con trai mình là người phốt ngược nhằm bôi nhọ DJ, mà H và K mới là người đứng sau vụ này. Tuy nhiên, trong cuộc nói chuyện ghi âm này, nữ sinh 2K chỉ liên tục khóc và không chấp nhận lời xin lỗi. DJ cho biết mình chỉ mong mau được xét duyệt để trở về Việt Nam. Liên quan đến vụ việc, hiện tại DNH, một trong 3 nam thanh niên liên quan đã khóa Facebook vì bị dân tình ném đá quá nhiều.